các chuyên gia phản bác lập luận cần xây thêm nhiệt điện than để bảo đảm năng lượng viện năng lượng việt nam mới đây cho rằng chưa thể từ bỏ nhiệt điện than thậm chí cần xây thêm để bảo đảm an ninh năng lượng theo viện năng lượng việt nam mặc dù nhiệt điện than đang mang lại những lo ngại song việc phát triển nguồn năng lượng này vẫn cần thiết để bảo đảm an ninh năng lượng phục vụ nhu cầu điện cho phát triển kinh tế xã hội của việt nam ngày càng tăng cao trong khi đó, thời gian gần đây, trong hàng loạt hội thảo liên quan đến phát triển năng lượng, đa số các chuyên gia đều cho rằng nhiệt điện than là nguyên nhân gây ra ô nhiễm môi trường cần phải loại bỏ. Thế nhưng, trong quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 đến 2030, tầm nhìn 2045 hay còn được gọi là quy hoạch điện lần thứ 8, nhiệt điện than vẫn chiếm khoảng 27% đến năm 2030 và 18% vào năm 2045, Phó giáo sư, tiến sĩ Lê Anh Tuấn, viện trưởng Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu, thuộc khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên tại Đại học Cần Thơ, khi trả lời đại RFA mới đây cho biết: Ở Việt Nam, chỗ nào có xây dựng nhà máy nhiệt điện than, cho là có áp dụng công nghệ mới thì ô nhiễm vẫn xảy ra. Nhiều tỉnh bây giờ nhận thấy khi đem nhiệt điện than vào địa phương thì gây ra rất nhiều khó khăn, người dân sản xuất không được bệnh tật gia tăng vân vân nên họ đề nghị đổi qua những dạng khác ít ô nhiễm hơn. Tại buổi tọa đàm trực tuyến về quy hoạch điện lần thứ 8 mới đây, bà Nguyễn Thị Khanh, Giám đốc Trung tâm Phát triển Sáng Tạo Sinh, kiêm Chủ tịch Liên minh Năng lượng Bền Vững Việt Nam, cho rằng tiếp tục phát triển điện than theo quy hoạch điện lần thứ 8 là rất khó khả thi để triển khai trong bối cảnh nguồn tài chính cho nhiệt điện than ngày càng thắt chặt. Ngoài ra, phát triển điện than đến năm 2045 là trái với xu thế mới của khu vực và toàn cầu. Trao đổi với RFA, tiến sĩ Ngô Đức Lâm, chuyên gia năng lượng độc lập thuộc Liên minh Năng lượng Bình vững Việt Nam, nguyên Phó Viện trưởng Viện Năng lượng, cho rằng Việt Nam có thể tiếp tục vận hành các nhà máy nhiệt điện than hiện nay và tiếp tục xây các nhà máy đã ký hợp đồng. Nhưng kế hoạch từ sau năm 2025 thì cần phải xem xét lại vì tiềm năng năng lượng gió và năng lượng mặt trời của việt nam rất nhiều và tỷ lệ sử dụng hai loại năng lượng này có thể nâng cao bởi vì nguồn vốn tư nhân đã đăng ký vào điện gió và điện mặt trời khá nhiều theo lý luận của viện năng lượng việt nam được truyền thông nhà nước đăng tải hệ thống điện quốc gia vẫn cần phải xây dựng các nhà máy nhiệt điện than nhằm đáp ứng nhu cầu phụ tải điện với chi phí không quá cao còn nếu chọn năng lượng tái tạo sẽ có nhiều rủi ro vì đây là nguồn năng lượng thiếu ổn định do phụ thuộc vào thời tiết và khó khăn trong truyền tải điện tiến sĩ ngô đức lâm cũng đồng ý khó khăn của năng lượng tái tạo là có bởi vì đưa năng lượng tái tạo vào mạng lưới khi hệ thống truyền tải chưa bảo đảm vận hành đầy đủ lưới điện thông minh chưa tốt mà đưa điện tái tạo vào thì không tốt cho hệ thống lưới trong khi việc tích trữ năng lượng điện mặt trời thì chưa có cho nên phát triển điện mặt trời mà điều kiện kỹ thuật và truyền tải chưa có thì chỉ nên phát triển ở mức nhất định tuy nhiên tiến sĩ lâm nói tiếp rằng nhưng không có nghĩa là để hệ thống truyền tải như thế này mãi mãi cần phải đổi mới rất nhiều trong hệ thống truyền tải để sau này có thể đáp ứng việc đưa năng lượng gió và mặt trời vào nhiều theo tiến sĩ ngô đức lâm thì việt nam nên xây dựng nhiệt điện khí vì khí có thể bảo đảm an ninh năng lượng cao hơn than hơn nữa Việt Nam có tiềm năng lớn năng lượng khí, không phải nhập khẩu. Giáo sư Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường, khi trả lời RFA cũng cho rằng nếu là nhiệt điện khí thì hoàn toàn phù hợp. Theo ông, xu hướng hiện nay là chuyển sang nhiệt điện khí. Dù nhiều chuyên gia ủng hộ nhiệt điện khí, nhưng Viện Năng lượng Việt Nam cho rằng phát triển nhiệt điện khí quá lỏng thì chi phí sẽ khá lớn và giá điện theo đó sẽ tăng cao hơn nhiều. Tuy nhiên, tiến sĩ Ngô Đức Lâm không đồng tình và cho rằng nếu nhiệt điện than mà tính cả thuế carbon, tính cả tiền ô nhiễm vào giá thành thì sẽ không còn rẻ mà lại gây ô nhiễm. Vừa qua, 40 nước trong hội nghị chống biến đổi khí hậu đã đồng ý đến năm 2050 là phát thải CO2 bằng zero, có nghĩa là xu hướng của thế giới là không phát triển nhiệt điện than. Theo tiến sĩ Ngô Đức Lâm, để bảo đảm tiến tới phát thải CO2 bằng zero có nghĩa là người ta sẽ tăng thuế carbon rất cao nên cần xem xét lại. Vì vậy, quan điểm của tổng sơ đồ lần thứ 8 mà vẫn dựa vào nhiệt điện than quá lâu theo ông Ngô Đức Lâm là không nên mà phải giảm dần nhiệt điện than đi.